Rồi, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ The Watt. Vâng, xin chào các giờ tốc fan. Vâng, hôm nay đồng hồ The Watt của chúng tôi review lên sóng với anh em một mẫu đồng hồ rất rất tuyệt vời ở đây. Rồi, mẫu đồng hồ này thì như anh em cũng quan sát, đây là một mẫu đồng hồ một vuông, trong là có họa tiết combo này và có một bộ dây kèm theo. Đấy, một bộ dây thay thế để kèm theo, một bộ dây dù rất là đẹp ở đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem chi tiết em nói anh em nhé. Rồi, đây là một mẫu đồng hồ phải nói là rất tuyệt vời. Em nói có mã số này DW5610 US SOS 5DR và giá là có 4.491.000 thôi. Và đây là cái tem bảo hành chính hãng này, đây, tem bảo hành chính hãng và chế độ bảo hành của mẫu đồng hồ G-Shock trên toàn quốc đó là được bảo hành 5 năm. Đấy, khi anh em cào cái lớp bạc này ra vào cái link bảo hành chấm anh phê quát này và sẽ kích hoạt bảo hành cho em nó anh em nhé. Rồi thì như anh em quan sát, đây là một mẫu đồng hồ thiết kế phải nói là siêu siêu đẹp luôn anh em ạ. Đây, với cái mặt dial được thiết kế họa tiết combo rất là đẹp này, rất là đẹp luôn. Độ chống nước là 200m. Đấy, còn các chức năng của em nó gồm có là lịch ngày, đây ví dụ có lịch ngày đây, đây ngày 29/7 này, giờ này, rồi là giờ đếm xuôi, giờ đếm ngược. Ngoài ra thì có cả báo thức và rất nhiều các chế độ của em nó ở đây. Rồi mặt sau thì bao giờ cũng có cái tem chống hàng giả của anh Quê Watt này, nhà phân phối đồng hồ Casio chính hãng tại Việt Nam, cũng như là có các thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ này nằm ở đây. Rồi bây giờ ta sẽ mở dây ra xem em nó nào. Vâng, em nó thì được thiết kế phần dây vỏ này là cái màu giống như là màu quân đội anh em, màu này nó dạng màu xanh hay là màu đất gì đó thì nó cũng khó rất là khó gọi cái màu này. Nó giống như những cái xe tăng hoặc là những cái màu xe của quân đội giữa Nga mới lại là UK đang đánh nhau đây này anh em, nhìn đúng không? Mẫu xe tăng của Nga với UK đang đánh nhau. Rồi, nói vui với anh em một chút vậy thôi. Thì đây là một mẫu đồng hồ rất là tuyệt vời. Phải nói là rất là tuyệt vời bởi vì em nó được thiết kế là có một bộ dây kèm theo. Đây, đấy, một bộ dây dù rất là đẹp. Chỉ cần anh em đây, ở đây nó có cái phần chốt này, tháo cái này ra và bây giờ tôi sẽ tháo và thay thử để cho anh em xem nhé. Rồi, ở đây thì nó có một cái nẫy đây. Rồi, bây giờ tôi sẽ tháo cái phần dây này ra để mic thử cho anh em xem. Đấy, ta chỉ cần đẩy cái này vào thôi anh em. Và nó lệch ra thế này là ta rút nó ra là được này. Đấy. Sau đó này, ta sẽ lắp cái dây này vào. Đây, ta sẽ lắp cái dây này vào. Ta lại đẩy cái chốt nó vào thôi anh em. Đây anh em này, ta có một cái dụng cụ nhé, anh em có một cái dụng cụ thì lắp nó dễ hơn. Rồi anh em này, đây ta đã thay xong cái phần dây của em nó, anh em nhìn thấy thế nào? Rất đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp luôn anh em này. Đây, rồi ta sẽ tháo nốt cái phần bên này, thay nốt phần dây bên này nhá. Ta chỉ cần đẩy em nó ra này, lệch đi một tí này, anh em nhấc lên. À, nhắc lên là em nói sẽ tuột ra luôn. Rồi bây giờ ta sẽ lắp cái phần dây bên này vào. Vâng, đây là một chiếc đồng hồ tôi đánh giá rất là đẹp, rất là đẹp và rất là hay ở đây đấy. Và mẫu đồng hồ này thì hiện tại cũng có nhiều bên không còn hàng đâu anh em. Đây, anh em đưa nó vào một bên trước nhá, sau đó này đẩy cái phần bên này vào. Rồi, anh em thấy nó tách nó phát là được. Và là nó sẽ cắm vào lỗ. Rồi, đây phần khóa em nó đây, rất hay đúng không ạ? Khóa rất đẹp này. Dây đây. Ta mix dây màu đen vào đây anh em, nhìn cũng rất là chất đúng không ạ? Đây. Rất là đẹp đấy chưa? Không phải nghĩ nữa rồi, nó có một cái gì đó nó rất là khác biệt. Đây, lên tay xem nào. Ui giời, quá được luôn chứ anh em. Giữa hai màu đen và cái màu xanh quân đội này, rất là chất luôn. Nên tay quá đẹp luôn anh em ạ. Vâng, giá em nó có hơn 4 triệu thôi, cũng rất hợp lý mà anh em coi như là mua một được hai. Đấy, mua một được hai luôn. Là khi mua một chiếc đồng hồ này là được tặng thêm một bộ dây chính hãng. Rất là đẹp ở đây. Đấy, anh em mic vào là coi như là ta có hai cái đồng hồ. Đấy, rất là đẹp. Đấy. Đấy, mặt sau của nó thì bao giờ cũng có tem chính hãng của anh Quê Watt này và các thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ này. Đây là một mẫu đồng hồ chuyên thể thao bơi lội, anh em muốn bơi lội thể thao hẹn giờ
thể dục thể thao đâu, các kiểu được hết. Đấy, phần dây dù này thì vô cùng là bền chắc cho anh em, vô cùng bền chắc luôn cho anh em. Rất là đẹp, và đây là một chiếc hộp của em nó cũng rất là đẹp anh em này. Đấy, họa tiết combo này, chiếc hộp phải nói là cũng rất là sang, rất là sang xịn luôn. Phải nói là đây là một mẫu đồng hồ khỏi phải nghĩ rồi. Rồi anh em thấy mẫu đồng hồ này thế nào, có đáng mua không ạ? Vâng, giá em nó nhé, khi anh em mua online chúng tôi sẽ sale cho anh em 20%, 4.491.000. Đây, 4.491.000 sale 20% cho anh em. 4.491 này nhân với 80%. Rồi, em nó còn có 3.593.000 thôi anh em. Quá rẻ cho một chiếc đồng hồ mua một được hai như thế này rồi. Rồi, anh em xem thấy mẫu đồng hồ này nào, đáng mua không ạ? Vâng, hãy liên hệ với The Watch để sở hữu em nó ngay anh em nhé. Còn bây giờ thì tôi cũng xin kết thúc video này tại đây. Anh em xem video nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho đồng hồ The Watch của chúng tôi, cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về sản phẩm trong thời gian tới. Vâng, còn bây giờ thì tôi xin kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt. Oh, 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 oh